Với mong muốn mang lại quy trình thẩm mỹ an toàn, tối ưu thời gian và nâng cao hiệu quả điều trị, Viện Thẩm mỹ Diva ứng dụng độc quyền công nghệ plasma lạnh, công nghệ hỗ trợ lành thương số 1 hiện nay vào trong các liệu trình thẩm mỹ cho khách hàng. Plasma lạnh là một trong năm công nghệ tiên tiến nhất, từng khiến thế giới y học đánh giá cao. Công nghệ plasma lạnh với tia sóng siêu âm hội tụ, tác động 4,5mm vào sâu trong da, có tác dụng diệt khuẩn, giảm sưng viêm với hiệu quả nhanh gấp 3 lần. Từ đó, giúp rút ngắn thời gian điều trị, đảm bảo hiệu quả tối ưu của liệu trình làm đẹp. Viện Thẩm mỹ Diva là chuỗi thẩm mỹ đầu tiên độc quyền ứng dụng công nghệ plasma lạnh. Tại Viện Thẩm mỹ Diva, công nghệ plasma lạnh được sử dụng trong các liệu trình phẫu thuật thẩm mỹ, phun mày, phun môi, điều trị mụn, sổ, nám, tàn nhang, vân vân. Việc ứng dụng độc quyền công nghệ plasma lạnh chính là giải pháp làm đẹp toàn diện, hỗ trợ lành thương nhanh chóng, tăng sản sinh collagen nhằm mang đến vẻ đẹp, sự tự tin cho chị em phụ nữ với tiêu chí sức khỏe và sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Hàng triệu khách hàng đã trải nghiệm công nghệ plasma lạnh tại Viện Thẩm mỹ Diva đều thực sự hài lòng. Còn chần chừ gì nữa, hãy đến ngay Viện Thẩm mỹ Diva để được trải nghiệm công nghệ tiên tiến này. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua hotline 1900 6689 hoặc website vienthammydiva.vn để được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Viện Thẩm mỹ Diva, đến là đẹp.